xin chào tất cả mọi người Hôm nay bác vừa về thêm hai cặp 601 series 4 Dòng Lobo này thì khá là quen thuộc và bác cũng giới thiệu trên kênh youtube của mình khá là nhiều lần rồi Nó là một trong những cái mẫu loa có mức giá rất là dễ tiếp cận Đặc biệt là nó đáp ứng rất tốt cho hai cái nhu cầu nghe nhạc kết hợp karaoke Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cặp loa với cái công suất tối đa chịu tải khá là lớn Lên tới 200W ở trợ kháng 8 ohm Lớn hơn rất là nhiều so với những cái dòng như là 301, 401 hoặc là 4.2 Từ đó thì chúng ta có thể đáp ứng được cho những không gian lớn hơn và loãng hơn thêm một cái điểm cộng nữa đó là về phần cấu trúc loa thì chúng ta sẽ có loa với cấu hình ba đường tiếng một loa chép này một loa mid bass ở phía trước và ở phía sau thì chúng ta sẽ có thêm một cái loa bass nữa từ đó thì cái phần âm trầm của dòng 601 series 4 nó rất là mạnh mẽ và uy lực vượt trội hơn hẳn so với những dòng mà vừa nãy bác vừa kể thành ra là đối với những cái không gian phòng khoảng trên dưới 30 mét vuông nếu như phòng nó kín á, thì các anh có thể sử dụng một cặp loa thôi và không cần xúc tiếng nó vẫn rất là đầy ha thì ở đây chúng ta so sánh với những cái dòng loa như là 301 và 401 tại vì cái mức giá của nó tương đồng thì hiện tại trong đợt này anh em chúng ta sẽ có hai cặp một cặp màu xám và một cặp màu vàng cặp màu vàng thì khá là hiếm tuy nhiên thì giá hai cặp này không chênh lệch nhau bao nhiêu hả các anh về tình trạng thì cả hai cặp đều nguyên bản và trùng series đương nhiên là cái đó là yếu tố mà bách cam kết cho các anh và giá lần lượt của nó sẽ là 13 triệu rưỡi cho màu xám và 14 triệu rưỡi cho màu vàng bây giờ bác sẽ quay kỹ để cho các anh xem xét và đánh giá về cái tình trạng của hai cặp này e căng bác đã tháo sẵn ra bên ngoài ha và vì chúng ta có cái cấu trúc loa hai loa phía trước một loa phía sau cho nên là chúng ta sẽ có bốn miếng e căng cho cả cặp ở đây là hai cái phần e căng phía trước này thì các anh có thể thấy rằng là chúng ta có cái phần lưỡi rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu sờn thủng vải của nó cũng còn khá là mịn ha và toàn bộ cái phần khung e căng là bằng nhựa đúc cho nên là nếu bẩn thì chúng ta có thể đem giặt rất là tiện quan trọng là chúng ta coi cái phần khung nó có bị bể gãy gì không nè các anh có thể thấy là cái phần khung nó rất là lặn, không có dấu hiệu chấp nối ha và những cái cọc này cũng đẹp nè đó không có dấu hiệu chấp nối dặm vá gì hết rồi ở đây là cái e căng phần sau mặt sau thì chúng ta cũng sẽ có cái phần cọc cắm và cái phần khung rất là đẹp ở đây là phần lưỡi này bắt quay chậm và kỹ từng cái chi tiết như thế này để nếu như những anh khách ở xa hoặc không có thời gian sắp xếp để tới xem trực tiếp ấy, thì chúng ta dễ dàng quyết định hơn. Đây là cái cuối cùng. Ở đây các anh có thể thấy tình trạng của nó rất là hoàn hảo, hầu như không có bất kỳ một cái điểm trừ gì về cái phần hình thức cả. Rồi, bác sẽ cho nó sang đây ha. Mình sẽ quan sát từng cặp để cho nó dễ đánh giá. Ở đây là cái cặp màu xám này. Rồi, ở đây các anh thấy là chúng ta có một cái bề mặt xi si đẹp và hầu như không có những cái vết xước nào đáng để bận tâm cả. Khi mà quan sát về phần thùng á, đặc biệt là thùng loa của bô nha, thì các anh quan sát về những cái điểm nối của nó. Thì những cái điểm này là những cái điểm mà nó rất dễ bị dính hơi ẩm á, và dễ bị bong tróc cái phần xi si nhất. Thì ở đây các anh có thể thấy chúng ta có một cái một cái điểm nối rất là phẳng nè. Đó, điểm nối rất là phẳng ha và xi của nó cũng đẹp không có dấu hiệu bị giật xi lên. Đó. Đây là toàn bộ phần thùng. Rồi, ở đây ha. Đó. Ở trên phần thùng loa thì chúng ta sẽ có một vài cái vết bẩn tại vì loa về thì bác chỉ mới test cho nó hát thôi chứ bác chưa có lau chùi gì hết. Thành ra là các anh thấy là chúng ta có bụi bẩn và những cái mà giống như là những cái dấu tay á, đó trạng thì các anh quan sát từ trên xuống dưới nè góc cạnh của nó rất là sắc sảo ha và bây giờ thì các anh quan sát luôn cái phần tuyến loa này ở đây chúng ta sẽ có cái phần logo của bộ phần loa chép ở phía bên trong á thì chúng ta sẽ có một cái loa chép với mũi loa rất là đẹp không có dấu hiệu bị cấn mớp ha ở trong này thì nó khá là khó quan sát đó nhưng mà rất là đẹp ở đây là cái phần tuyến loa mid bass của chúng ta thì toàn bộ cái phần loa bass ở mặt trước và mặt sau á nó sẽ có cấu trúc giống nhau tuy nhiên thì nó qua tụ cản khác nhau cho nên là cái phần tần số nó phát nó không có giống nhau nha các anh đó cái trước và cái sau nó phát hai tần số khác nhau nhưng mà cái cấu trúc thì giống ở đây chúng ta sẽ có loa màng giấy nè mũi vải và cái viền này thì bằng lụa cho nên là nếu như mà sử dụng trong thời gian dài nếu không có tác động vật lý vào á, thì hầu như cái viền này nó không bao giờ hư cả các anh tình trạng rất đẹp ha tương tự thì cái bên này cũng vậy nè đó các anh có thể thấy rất là sáng ha rồi ok thì bác sẽ quay nhanh tất cả các cái góc cạnh còn lại tại vì ở dưới xe ta đang giao hàng nhân viên của bác nhận nhưng mà bác phải xuống kiểm tra để uh, kiểm đếm số lượng rồi bác sẽ quay thật là nhanh ở cái, tất cả các cái phần thùng vách để cho các anh có thể dễ dàng xem này. rất là đẹp cái bề mặt xi này hầu như không có gì để chê trách hết nha ở đây là cái phần loa bát ở phần mặt sau này thì các anh thấy là những cái chân ốc này hầu như chưa có dấu hiệu tháo, hầu như chưa có dấu hiệu tháo luôn. thì về hàng nó về trực tiếp từ bển thì à, ngoài chơi anh em mình, ngoài ra thì không có ai đụng tới. đầu tiên là bách đó, cho nên là bách nhìn cả là bách biết được ngay. rồi ở phía dưới này chúng ta sẽ có cái phần tem và các anh có thể thấy tem của chúng ta còn rất là trắng nha, nó khác với những cặp loa đã qua sử dụng ở Việt Nam. tem của những cái loa mà từ bển về nó rất là trắng và nó không có dấu hiệu bị nổ. Thì cái cặp này số seri của nó là 124AC này. Thì tương tự cái bên này sẽ là 124BC. Đó, 124BC ha. Cặp này trùng seri và các anh có thể quan sát tình trạng này. Bụi bặm còn nguyên, chưa có vệ sinh gì ha. Nhưng mà loa thì rất là đẹp từ tuyến loa thùng vách. Đó, cặp màu sáng này rất hoàn hảo ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái cặp màu vàng ở đây là cái phần lưới của nó thì ở đây các anh có thể so sánh nè chúng ta sẽ có cái phần lưới của màu đen à, màu xám và màu vàng nó khác nhau cái này á, là màu đen tuyền còn cái này là màu xanh đen nha đó cái này toàn bộ là lưới zin hết nè các anh có thể thấy cái đường keo của nó đó phần khung thì tương tự giống như là cái cặp màu xám lúc nãy đẹp không có bị cấn mớp gì hết chúng ta sẽ có một ít bụi bẩn ở đây lưới ok ha rồi những cái còn lại nó sẽ quay tiện mỹ từng cái để các anh về đánh giá đó. À, ở đây là hai cái uh, e gan dài mặt sau lưới đẹp ha nói chung là hai cặp này bắt về bắt đánh giá là hoàn hảo tại vì uh, cái mẫu này bắt uh, đặt về cũng nhiều tuy nhiên thì những cái đợt cước đã đa phần là do mình không có kỹ thuật vận chuyển đó, các anh mình cũng không có nhờ người ta không có dặn dò cho nên là về mấy cái cọc này nó gãy hết còn mấy cái cặp đợt này về á, thì còn nguyên rất là ok rất là ổn đó, ở đây thì các anh thấy là chúng ta có một ít bụi bẩn tuy nhiên thì hầu như không có điểm trừ nào ha lưới rất là đẹp rồi ở đây cũng vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thùng loa thì chúng ta sẽ có cái phần uh, simili toàn bộ cái này là simili nha kể cả màu xám màu đen là màu vàng chứ nó không có gỗ lạng nha các anh không có gỗ lạng. đó thì các anh thấy là cái bề mặt si của chúng ta rất là đẹp nè rất là ít các cái vết cày xước hay là tì vết gì cả đó, ở đây là cái điểm nối thì các anh có thể thấy rằng là những cái điểm nối là những cái điểm rất là quan trọng tại vì chỗ đó nó sẽ phản ảnh được tình trạng của loa đó, rất là phẳng ha và không có cái dấu hiệu bị giật xi si. Đó, đọc, bây giờ chúng ta quan sát cái phần tuyến loa này tương tự với cái uh, loa màu xám lúc nãy thì các anh thấy là chúng ta sẽ có cái tiếng loa viền này màng mũi và có loa chép rất là đẹp hầu như là không có gì để chê trách cả những cái mẫu loa này thì cũng trên dưới 20 năm tuổi đời rồi Tuy nhiên về với cái tình trạng như thế này chưa qua spa gì cả thì anh có thể thấy chúng ta có một cặp loa khá là xuất sắc đó rồi đây là phần bên hông này mình quan sát từng cái cho nó dễ ha đây là tuyến loa bát phần mặt sau và các anh quan sát về cái chân ốc này đó bên trong còn khá là nhiều bụi bặm và cái chân ốc của nó còn khá là đẹp không có cái dấu hiệu bị đánh cắn, cắn sau khi tháo mở đó, các anh có thể thấy ha phía dưới thì chúng ta sẽ có cái phần tem với số seri của nó là 598 AC này đó, phần chân để phía dưới phần thùng nó khá đẹp ha các anh không có gì để chê cả rồi ở đây các anh quan sát luôn cái còn lại này đó như thế này ha quan sát từng góc cạnh để chúng ta dễ dàng đánh giá nhất các cái điểm tiếp nối này phẳng không có dấu hiệu bị giật si hay là bị hở Đó. rồi ok loa rất đẹp ha và số series của nó là 598 BC thì cả hai cặp này đều trùng series hết ha và đương nhiên là sản phẩm thì bác sẽ đảm bảo cho các anh về các cái yếu tố sau đây thứ nhất nó là hàng bãi chưa qua sử dụng ở Việt Nam cái thứ hai là nguyên bản 100 phần trăm chưa hề có đục chạm gì và đương nhiên sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng mức giá của nó thì như lúc nãy bác có chia sẻ là 13 triệu rưỡi cho cặp màu xám và 14 triệu rưỡi cho cặp màu vàng mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển ha và nếu như anh nào có thêm thắc mắc hay nhu cầu gì vui lòng liên hệ trực tiếp với bách qua hai số điện thoại bách để ở đầu và cuối video ha rất là nhiều anh khách đã liên hệ với bách đã à, để mà đặt ra những cái thắc mắc đó là về cái việc mà chúng ta so sánh giữa những cái dòng loa bô với nhau á thì ở đầu video bác cũng có chia sẻ rồi đối với những cái dòng loa mà có cái mức giá từ 15 triệu trở xuống hầu như 601 series 4 nó là một cái lựa chọn xuất sắc nó vượt trội hơn rất là nhiều so với 301 này 4.2 này rồi À, các cái dòng như là 401 thì hầu như không có dòng nào có khả năng đáp ứng cũng giống như là có cái chất lượng âm thanh vượt trội giống như là 601 series 4 cả thành ra đây sẽ là một cái mẫu loa mà bác thấy các anh rất đáng để cân nhắc ha đó anh nào có thêm thắc mắc hay nhu cầu gì thì vui lòng liên hệ trực tiếp giùm bác ha xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ